Chào em. Chào anh Johnny. Rất là vui khi gặp em tại cái khu Thủ Thiêm này. Dạ. 5 năm rồi anh mới quay lại đây á. Ồ vậy hả? Bây giờ nó thay đổi quá nhiều em ạ. Anh cảm thấy trong 5 năm qua thì ở đây khu Thủ Thiêm này thay đổi như thế nào về anh Johnny? Trời, mình thấy nó thay đổi rất là nhiều. Những cái cơ sở hạ tầng và điều đặc biệt là những cái căn hộ ở đây mọc lên rất là nhiều đó Quyên Lê. Đúng rồi, anh Johnny biết sao không? Cách đây 5 năm thì sẽ không có những cái dự án ở như là Metropole nè. Metropole là cũng mới bàn giao thôi. Còn bên này là có dự án The River Thủ Thiêm ấy. The River Thủ Thiêm là hiện tại là khách hàng cũng đang nhận bàn giao anh Johnny. Và anh Johnny biết không? Và hiện tại á, là chủ mì này là bên chủ đầu tư của Hàn Quốc sẽ triển khai một cái dự án rất là hot. Và hiện tại thì dự án này là có thể nói là đang hot nhất thị trường khu Thủ Thiêm luôn. Đố anh đó là dự án gì? Chắc là dự án mà em đang nói là gì? Đúng rồi, trước mặt anh Johnny nha. Đây là dự án là GS River Thủ Thiêm của chủ đầu tư Hàn Quốc. Và tổng diện tích của nó là 3,3 hectare. Và anh Johnny biết sao? Hiện tại đang khách sạn là đang nhận booking luôn. Đang nhận booking. Ủa nhưng mà những cái loại hình ở đây là như thế nào? Anh thì anh cứ nghĩ là anh sẽ quan tâm anh mua một cái nhà phố thôi. Bởi vì cái tầm tiền anh nó không có hạn chế lắm nên có không có thể mua shop house tại Thủ Thiêm này được. Trời ơi, nghe anh nói mà đầu tư nhà phố là biết là cái tầm đầu tư của anh cỡ nào rồi ha. Anh có mua ở bên khu Nam rồi đây, em cũng có dự án này luôn anh nên hôm nay anh mới tới đây nè. Hình như là bên khu Nam là có cái GS của bên Nhà Bè đúng không? Chính xác đây em. Em nghe nói là những cái nhà đầu tư mà đầu tư ở bên khu GS của Nhà Bè là tỷ suất lợi nhuận rất là cao. Nhưng mà cho anh hỏi sơ qua, anh đang ngần ngại về cái mức giá đó. Thì cái mức giá ở khu vực này á, và cái đợt bán này của GS này nó có cao không em? Anh biết sao không? Cái khu Thủ Thiêm thì mình không thể so sánh đến khu Nam Sài Gòn được. Bởi vì khu này là mình phải là so sánh đến bên chỗ Thượng Hải. Bởi vì nó là cái phố Đông Thượng Hải anh mới đi về xong. Trời ơi, nó đẹp quá em. Anh có biết giá mức giá bên đó sao không anh? Cao lắm, chắc tầm khoảng là 10.000 trở lên em. Đó, nếu vậy thì bây giờ em sẽ nói một cái mức giá mà anh cảm thấy là rất là ok để đầu tư khu vực này. Dạ. Vì là anh biết không, hiện tại những cái khu vực mà những cái căn hộ mà ngay khu vực này á là đang sang nhượng đến 8.000 đô một mét vuông rồi. Dạ. Đó. Và 8.000. Đúng rồi, 8.000 đô, từ 7.000 đến 8.000 đô một mét vuông rồi. Và hiện tại là bên cái chỗ cái dự án mà Jet River Thủ Thiêm của chủ đầu tư Hàn Quốc chỉ rumor từ 7.000 đô một mét vuông thôi, mà trong giai đoạn đầu tiên nha. Mình được biết là mình đã là một cái gọi là khách hàng của bên GS đấy. Thì mình thấy về cái hình thức thanh toán rất là mềm. Cái giá này mình mua có thể là thanh toán cho 2-3 năm á em. Anh có biết sao không? Cái phương thức thanh toán ở đây rất ok. Chỉ cần thanh toán 50% thôi là anh có thể nhận nhà được rồi. Và khi đó anh có thể cho thuê rồi. Nhưng mà anh đang băn khoăn nha. Những cái sản phẩm anh mua của GS là cũng lần đầu thôi và nó chưa bàn giao. Thì không biết cái dự án này á, sau khi bàn giao là những cái tiện ích nó như thế nào em? Nó có happy mà giống như là những cái dự án khác mà trong cùng khu vực hay không? Anh biết sao không? Bên cái chủ đầu tư Hàn Quốc thì anh yên tâm về cái phần bàn giao. Bởi vì khi mà tập đoàn này mà đã triển khai một cái dự án nào đó, bởi vì trước đó có triển khai một cái dự án bên chỗ Thảo Điền rồi. Và anh hãy tìm hiểu, bởi vì là bây giờ là những cái khách hàng mà đã sở hữu bên cái chỗ Thảo Điền đã rất là an tâm và rất là hài lòng về cái khu vườn nha đó. Và đa số là những cái dự án này á thì chủ đầu tư sẽ bàn giao là cắt thiết bị cao cấp về các thương hiệu lớn. Nói chung là em sẽ gửi cho anh một cái số những cái gọi là những cái thiết bị bàn giao thì anh sẽ yên tâm hơn. Đúng rồi, cảm ơn em nha. Hiện tại là anh đi Grab qua đây, anh không biết đường thì em có thể tư vấn về cái kết nối hạ tầng của cái dự án này được hay không em? Rồi đi qua đâu, qua cái cầu hoặc đi đâu vậy? Anh thấy nó lạ quá à. Anh biết sao không, bên cái vị trí của dự án này đây nè, cái dự án cái cầu này nè em nè. Anh Johnny, anh có biết là cái cầu này là Thủ Thiêm 1. Và có thể kết nối từ quận nhất, từ trung tâm quận nhất đó là đường Nguyễn Hữu Cảnh qua bên cái chỗ quận 2 này, cái khu Thủ Thiêm này. Ngoài ra là mình có thể là đi bên cái chỗ hầm Thủ Thiêm qua từ quận nhất qua luôn. Vậy hả? Đây là cái khu vực gọi là trung tâm của cái loại Thủ Thiêm luôn. Nên cái vị trí này nó sẽ là
gọi là mình đầu tư bất động sản là vị trí là đỉnh. Wow, mà vị trí là nhất. Nếu mà cái vị trí mà kết nối giao thông và nó là trung tâm của Lợi Thủ Thiêm thì em đảm bảo là anh đầu tư là chỉ có lời thôi. Anh thích lắm, bởi vì là Thủ Thiêm là một cái nơi gọi là đáng sống, gọi là bán đảo em. Anh thích về cái không khí ở đây. Và một cái điều đặc biệt ở đây là cái mật độ cây xanh á, là nó nhiều nữa, nó sát bờ sông đó anh. Dạ. Ở đây em là hiện tại á, là anh biết là biết đến cái khu Sala đó em. Thì ở đây qua Sala nó gần không em? Trời ơi, Sala Đài Phát Minh đúng không anh? Đúng rồi. Trời ơi, anh chỉ qua một cái đại lộ Mai Chí Thọ thôi là đã tới cái khu Sala Thủ Thiêm rồi. Gần thế vậy, là đây qua đó khoảng mấy phút vậy? Anh đi chưa tới 5 phút đã tới nơi rồi. Gần vậy thôi à? 200m. Wow, một cái vị trí anh nghĩ là anh tại đây. Nhưng mà về cân nhắc lại cái mức giá đi xíu. Nghe đâu là rumor như vậy nhưng mà không biết là cái mức giá có thật vậy không? À, anh Yoni biết sao không? Hiện tại là bên chủ đầu tư đang rumor vậy thôi. Có thể là thấp hơn một chút, có thể là cao hơn một chút. Và tùy vào cái vị trí của cái căn hộ của anh nha. Ví dụ như cái căn hộ của anh có vị trí định đi thì chắc chắn là giá nó sẽ nhích lên một chút rồi. À rồi, đợt này là khoảng bao nhiêu căn hộ được tung ra vậy em? Anh ơi, bây giờ hiện tại là chủ đầu tư đang rumor tầm khoảng 100 căn hộ mở bán trong giai đoạn đầu tiên thôi. Yeah. Và thực sự có nhiều khách hàng là sẽ booking trong khoảng 3 đến 4 booking là sao? Để người ta tăng cái khả năng lấy. Đó, nếu mà thực sự anh Johnny mà vị trí mua ấy, thì em nghĩ là anh nên booking ít nhất là 2 cái booking. Dạ, yeah, được. Về booking thì cũng dễ rồi đây. Anh thấy bởi vì chủ đầu tư GS thường là booking là cái số tiền booking nó không gọi là nhiều lắm. Dạ, yeah, chỉ 200 triệu thôi anh. Dạ. Yeah. Và cái số tiền booking này là có thể chủ đầu tư hoàn trả lại cho mình khi mà mình không có lấy được một cái căn có vị trí ưng ý chẳng hạn. Đó. Thì anh yên tâm nha, chủ đầu tư Hàn Quốc thì cái uy tín nó đặt tới hàng đầu. Cảm ơn Quyên Lê đã tư vấn rất nhiều. Chắc là đây là một cái dự án và tâm điểm, chắc là anh sẽ suy nghĩ trong thời gian tới và anh có thể quyết định nhanh đấy. Và anh nhớ check Zalo của em nhé, em sẽ gửi tất tần tật các thông tin và file dự án để anh nắm rõ hơn. Gửi liền nha, có video tiến độ gửi cho anh ngay luôn. Chắc chắn rồi anh. Rồi em rồi. Sẽ gửi cho anh Johnny nhé. Ok. Cảm ơn Quyên Lê nha. Rồi, cảm ơn anh.